quý vị và các bạn, trưa hôm nay bây giờ là khoảng 2 giờ trưa nha quý vị. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trên con đường Nguyễn Xí nhá. Hôm nay đi qua đây thì Kiên muốn quay chia sẻ với quý vị một cái quán lẩu Cù Lao, hay là gọi là lẩu miền Tây nha quý vị. Cái quán này thì bán vào lúc 10 giờ sáng đến khoảng là 22 giờ tối. Nhưng mà hôm nay thì Kiên đi cái giờ này là giờ khoảng 2 giờ chiều để đi sớm để quay chia sẻ quý vị một số cái công đoạn quán người ta chuẩn bị làm nên một cái nồi lẩu Cù Lao như nào, cũng như là chúng ta hãy khám phá cái quy trình làm ra một cái nồi lẩu Cù Lao nó thơm ngon, hấp dẫn và hút khách như nào nhé. Đây, hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trên con đường Nguyễn Xí, thì quý vị thấy bên ngoài đó là đường Phạm Văn Đồng nhá. Chúng ta đi vào cái quán lẩu này thì rất là dễ đi thôi. Quý vị cứ đi đến đường Phạm Văn Đồng, thấy gặp đường Nguyễn Xí là quý vị chạy vào khoảng 40m là quý vị thấy cái quán lẩu Cù Lao ở đây. Đấy. Đây cái quán lẩu Cù Lao đây, đây là cái ngoài, đây là cái bảng này, ngoài đây là cái bảng, nhưng mà cái quán nó nằm bên trong kia cơ. Quán nằm bên trong quý vị. Ngoài đây là cái bảng này của nó này, thấy không? Quán thì nó nằm mãi phía bên trong này cơ. Đấy. Đây cái con đường đi vào cái quán lẩu này quý vị thấy không? Đấy, đường đi vào quán lẩu này. Bên trong kia thì chúng ta để xe phía bên trong đó, cũng như là ăn lẩu ngồi phía bên trong đó. Đây quý vị, mình Kiên vào bên trong cái chỗ không gian chị đang sắp những cái nồi lẩu Cù Lao đây quý vị. Thì đây là hai chị đã bắt đầu làm rồi này. Đây mình lại phải thăm chị chút xíu. Em chào chị. Ở đây là mình đang sắp lên đúng không chị nhỉ? Đang sắp Cù Lao. Đang sắp cái nồi lẩu Cù Lao. Một nồi lẩu Cù Lao vậy là bao gồm những gì bên trong chị nhỉ? Nguyên liệu. Đây chị có lẽ thể lại đây chia sẻ mọi người một chút xíu về cái nguyên liệu đây ha. Đây nguyên liệu đây. Chị vào trong đi. Đấy. Đây nguyên liệu của lẩu Cù Lao thì bao gồm những gì chị? Thịt. Ở đây là có thịt này. Thịt nè. Tim. Tim. Thỏi. Dạ. Có cả phổi nữa ha. Phèo. Phèo. Lưỡi. Dạ. Bao tử. Gan. Này là gan. Rau củ quả thì bông cải trắng. Dạ. Nấm bào ngư. Nấm bào ngư. Bông cải xanh. Dạ. Củ cải đỏ. Cải trắng. Cái này là cải trắng cắt luôn, củ cải luôn. Củ cải trắng làm bông. Làm bông. Bắp cải. Dạ. Củ hành tây. Ớt thì hành. Dạ. Đây ớt và hành chị đã tỉa hoa rất là đẹp quý vị ha. Hò rí nữa đúng không chị? Đúng. Vậy là mình cái nồi lẩu như vậy á, thì ở đây là nhà mình bán là mình cần phải chuẩn bị từ lúc mấy giờ chị? Chuẩn bị từ lúc 7 giờ sáng. 7 giờ sáng là phải chuẩn bị rồi. Em thấy là rau rồi nhiều thứ lắm ha. Dạ. Ở đây mình ăn lẩu về có những loại rau gì chị? Bông bí. Có bông bí. Cải thảo. Dạ. Hành và giá. Ba loại. Bốn loại. Bốn loại. Bốn loại. Bây giờ chúng ta sẽ xem chị tên gì chị? Em tên Mận. Giờ chúng ta sẽ xem chị Mận chị sắp lẩu Cù Lao nha, sắp một nồi lẩu Cù Lao thôi. Nó như nào ha? Giờ chị làm cho khán giả xem ha. Đây trước tiên là bỏ rau vào đúng không chị? Trước tiên là bỏ rau vào này. Đấy, giờ các chị bỏ rau vào đây. Tại sao mình phải bỏ rau vào trước như này chị nhỉ? Bỏ rau trước thì khi mình đổ nước lẩu xuống cho nó xèo, nó thấm nước lẩu ăn nó ngon hơn. Dạ. Thường thường em đi ăn lẩu là hay là để đĩa rau là bỏ vào sau. Này mình bỏ rau vào trước. Đấy. Dạ. Cái khác biệt của nồi lẩu Cù Lao ha. Mình ăn vừa có rau vừa có thịt nó đỡ hén. Dạ. Mình chỉ bỏ cái rau bắp cải trước thôi đúng không? Còn dạ. Các loại rau khác là bỏ sau đúng không chị? Cái này là do bắp cải tươi ha. Bắp cải tươi. Bắp cải tươi. Thái ra, cắt khúc ra. Đấy. Quán mình bắt đầu bán từ mấy giờ ta? Bán từ lúc 4 giờ. 4 giờ chiều đúng không? 4 giờ chiều. Nhưng mà buổi sáng em thấy là có hình như bán lẩu mang về ha. Bán mang về 10 giờ sáng. Buổi sáng rồi quý vị đi buổi sáng thì quán có bán lẩu mang về nhé. Vào lúc 10 giờ sáng là có rồi, nhưng mà buổi chiều ăn tại chỗ thì vào 4 giờ chiều. Đấy là quý vị đến là có lẩu. Quán mình bán được lâu chưa chị nhỉ? Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Bán hơn 1 năm. Hơn 1 năm rồi.
Buổi sáng chỉ có lẩu Thái, lẩu mắm mà không có lẩu cù lao. À, buổi chiều. Buổi sáng là chỉ có lẩu Thái và lẩu mắm thôi. Còn buổi chiều là mới có lẩu cù lao. Do nguyên liệu chuẩn bị nó lâu. Dạ. Cái lẩu này thì chị chia sẻ là nguyên liệu chuẩn bị cái lẩu này nó hơi lâu nên là buổi sáng không có. Tại vì nó rất là nhiều thứ. Đây giờ bắt đầu chị sẽ cho các cái nguyên vật liệu, ví dụ như là thịt này, rồi phổi này, rồi lòng non này, rồi nói chung là tim gan. Đấy, tim gan rồi bắt đầu chị sẽ chia vào những cái nồi lẩu như này. Một cái nồi lẩu như vậy là được bao nhiêu miếng chị nhỉ? Lẩu khoảng chừng 7 miếng. 7 miếng à. Mỗi thứ một ít đúng không? Mỗi thứ một ít. Dạ. Mỗi thứ khoảng 7 miếng. À, mỗi thứ 7 miếng. Thật sự nhiều hơn. Dạ. Những cái đồ này là mình đã sơ chế và làm sạch hết rồi, chín hết rồi chị ha? Sơ chế làm sạch chín hết rồi. Ừ. Cái giờ mà khách đông á thì mình phải chuẩn bị trước như này để cho nó kịp không chị? Dạ. Đúng là không kịp ha. Dạ. Mọi thứ đều mỗi loại lẩu đều chuẩn bị chuẩn bị trước hết. Dạ. Cái lẩu cù lao này là gọi là ở miền Tây nhưng mà là đặc biệt là gốc là ở Cà Mau đúng không chị? Cà Mau. Gọi là lẩu miền Tây. Đấy, chị chia đều, cứ đếm miếng 7 miếng, mỗi thứ khoảng 7 miếng gì đấy. Miếng nào nhỏ thì cho thêm 1-2 miếng nữa. Một cái nồi lẩu như vậy thì cái giá là bao nhiêu chị ạ? 159 ngàn đúng không? 159 ngàn là cái giá nồi nào cũng vậy. Dạ. Dạ. Mắm Thái cù lao thì 159. À, đồng giá hết đúng không chị? Đồng giá. Ở đây là lẩu mắm này, lẩu Thái, lẩu cù lao đều có giá 159 ngàn hết. Đấy. Mình đến mình ăn một nồi, bắt đầu mình cộng thêm tiền nước nữa, nếu mà hai người đi thì nó tầm cỡ khoảng gần 200 ha, giá bình dân. Đấy. Hai ăn cũng được. Đây có chị và có em gái làm này, hai người làm thì rất là nhanh. Ở đây thì có các cô đang làm rau này, không? Làm rau rồi chuẩn bị rau giá sạch sẽ. Đấy. Đây có đậu bắp này, rồi rau bạc hà, đấy, rồi rau xà lách. Dạ, đậu bắp này là ăn lẩu Thái. Dạ. Rau bạc hà. Đấy. Để mà chuẩn bị gọi là được cái lẩu thì rất là nhiều công đoạn nha quý vị. Và các cô phải làm gọi là liên tục. Đây là quý vị thấy là trong này là những cái nồi lẩu là gọi là sắp sẵn như này, cái này trong này này. Đó. Quá nhiều nguyên liệu luôn. À đây có cô chủ đây, chúng ta sẽ xem cô chủ. Cô chủ, con chỉ quay cái tay thôi. Con quay cái tay thôi, con không quay người. Dạ dạ, quay tay thôi. Cô đang làm món gì đây cô? Mì cuốn. À đây là mì cuốn này quý vị. Ui thơm quá, cô bỏ tính vào thơm quá ha. Không có mang vào tay gì nha. Cái này là cô rửa tay sạch rồi đúng không? À, rửa tay sạch rồi nha, nên là không mang vào tay nha quý vị thông cảm nha. Tại chứ mà mang vào tay nó trơn lắm, nó không làm được. Nó trơn nó không thấy được. Trộn nó cũng được, không được. Nên là cô rửa tay sạch rồi, nên là quý vị gọi là yên tâm. Đấy. Cái này là bì cuốn, cái này là lát nữa cuốn vào cái bánh tráng đúng không cô? Tôm thịt đây, bên này là tôm thịt, bên này này, đây là cô đã đổ tôm thịt vào rồi quý vị này, quý vị thấy không, đây là tôm này. Đấy, tôm thịt bên này này, quý vị nhìn kỹ là quý vị thấy là từng cái tôm không, thịt tôm không. Đấy. Ở đây nhà mình bán chuẩn bị nó cũng cực cô ha. Quá cực luôn, đã còn thấy là rất là nhiều công đoạn luôn ạ.
nhà tổng cộng là mình khoảng bao nhiêu món, ngoài lẩu ba loại lẩu ra thì có các cái món phụ là món gì? Ba món ăn kèm. À, ba món ăn kèm nữa. Đó là món chả giò hả? Chả giò. Bì cuốn. Gỏi ngó sen. À, gỏi ngó sen là ba món ăn kèm nữa. Ngoài là ba loại lẩu cù lao, lẩu thái, lẩu mắm đúng không? Dạ. Ngày xưa là cô chắc ở quê là cô làm lên đây là mình bán thôi, mình mở mình bán quá ha. Không, cô hay là mình học ở đâu? Hồi xưa cô không có học ở đâu hết chứ. À. Tự quê mình có làm từ đám hồi xưa. À, ngày xưa làm đám. Hồi xưa ở nhà có đám rồi hay làm vậy đó. À. Đấy, ông bà rồi hay làm, mình học theo mình làm vậy thôi chứ. Dạ. Có nghĩa là từ cái món cổ truyền của mình ha, món truyền thống của mình. Truyền thống hồi xưa đám á. Yeah. Đám nhà có đám giỗ, đám cổ rồi ưa làm á. Dạ. Rồi lên đây mở bán và khách gọi là ăn thấy ngon. Ừ. Mình cứ thế mình bán ha. Dạ. Ở trong này có những loại rau gì cô? Bắp cải. Có bắp cải này, con thấy là có cà rốt này. Cà rốt, bắp cải. Dạ. Rồi hồi cuốn vô trong kia có hẹ. Có hẹ nữa. Cải salad, rau thơm. À. Và xôi thịt tôm và thịt tôm thịt, thịt tôm, đậu phộng. Dạ, đậu phộng. Chút có đậu phộng. Đấy, cô làm hai thau luôn. Hai thau luôn. Thôi giờ mình sẽ lên coi xem mấy chị làm lẩu được củ lao đi. Chuẩn bị cái lẩu này, hôm nay mình sẽ quay chính cái món lẩu này. Mà mấy món phụ thì mình quay sơ sơ thôi. Đó. Chị hôm nãy là thịt là giờ bắt đầu là cho từng thứ một vào đấy. Hôm nãy là dạ. Coi đâu hai điện thoại đó. Con thấy là đâu xấu đâu cô. Quan trọng món ăn ngon thôi. Người ta coi món ăn ngon mà đâu coi người đâu. Cô vui chính quá. Giờ quay cái gì đó đợi quay con. Dạ. Quay gì đâu quá. Thường thường ấy, nếu mà em đưa bạn đi ăn một cái nồi này là mấy người ăn em? Em nghĩ chắc có 3 người ăn là vừa. À, 2 đến 3 người ăn là vừa đúng không? Ví dụ là cặp đôi mà đi ăn là cũng ok ha. Một nồi là ok ha. Chưa à? Đi. Đi đặt đi. Cái này là gần xong rồi đúng không chị? Gần đầy, đang còn nữa ha. À, đang còn rau nữa ha. Còn cà rốt này, rồi súp lơ này. Đấy, rồi có nấm. Đâu cây đây. Thank you.
đây là giờ đang sắp những cái dĩa hải sản đây này. Cái này là mình ăn lẩu Thái đúng không? Lẩu Thái hay lẩu mắm đấy, là sắp hải sản này quý vị. Đấy, hải sản đây là tôm này quý vị. Tôm rất là tươi ha. Tôm mực đấy. Tôm mực bò. Đây thì em sẽ có những cái cân như vậy là mình sẽ cân lên xem là cái trọng lượng bao nhiêu là nó sẽ đĩa nào nó cũng bằng nhau. Một đĩa nó khoảng 4 con tôm, rồi bắt đầu là có bạch tuộc. Bạch cái này là bạch tuộc không em? Bạch tuộc chứ không phải mực nha quý vị. Bạch tuộc và có bò. Một đĩa như vậy. Đây là các thanh niên đang làm rất là tích cực ha. Đây quý vị, còn đây là cái công đoạn mà sắp ra từng đĩa rau một này. Đấy. Ở đây là đếm coi các thanh niên là 1 2 3 4 5 6 thanh niên đang sắp rau. Làm nguyên một cái bàn dài ra này chắc cũng phải đếm cũng phải khoảng mấy trăm đĩa rau á. Cái này phải xếp vào kỷ lục Việt Nam đấy, là sắp sắp rau bán lẩu cù lao gọi là nhiều nhất Việt Nam này. Đấy. Ở đây mình có những loại rau gì em? Rau mắm và rau Thái ạ. À đây là có, anh thấy là có rau đắng này. Rau đắng rồi rau má này. Dạ. Rồi rau muống này. Rồi có gì nè em? Có bông súng. Bông súng nữa. Bông bí với cả tắc. Bông bí. À. Bông bí với tắc. Một nồi lẩu là một đĩa này đúng không? Dạ. À. Đấy quý vị thấy không? Rau nguyên cái nồi lẩu là có đĩa rau khủng là ăn thoải mái luôn. Mình quay mà mình cũng thấy là choáng ngợp, quá là nhiều loại rau luôn. Bên này là có rau giá bên này này. Rau giá bên này ăn cái này ăn lẩu, cái này ăn lẩu cù lao. À cái này ăn lẩu cù lao. À còn cái này là ăn lẩu gì? Cái bên trên là lẩu mắm. À cái này là lẩu mắm này. Còn cái này lẩu Thái đấy. Mỗi loại lẩu thì sẽ có đĩa rau khác nhau. Đấy. Lẩu cù lao thì mình bên này là ở trong nó cũng có rau sẵn rồi, thì bên này chỉ có giá với hẹ thôi đúng không? Giá với hành cải. Còn sắp thêm nữa. Giá hành cải bông bí rồi bắp cải nữa. Đó. Rồi mình coi các em sắp rau mà mình thấy là quá là nhiều luôn. Trắng ngập luôn. Chút nữa thì chị đang cuốn cái này là bì đúng không? À, đang chị đang làm bì này quý vị. Đấy. Làm này là nó khó làm không chị? Hả? Cái này có khó làm không? Lần món hết trơn á.
Đây là khâu sau khi mà xếp rau vào đĩa xong, tất cả các loại rau xong thì mấy em sẽ bọc cái túi này ni lông lại này cho nó sạch sẽ này, không có bị bụi bặm. Bây giờ là mình đậy nắp lại xong là đậy nắp lại đúng không chị? Còn lát nữa là cho than vào đây đúng không? Lát nữa cho than vào đó. Xong là đậy cái nắp lại nha quý vị. Đúng rồi, cái này là của cù lao. Cái này em thấy là nó trong như vậy là mình hầm từ cái gì anh nhỉ? Hầm từ xương ống với củ cải trắng. Chỉ có hai loại vậy thôi ha? Dạ, đúng rồi. Đơn giản ha? Dạ. Cái lẩu cù lao này nó chủ yếu là ngọt từ rau củ quả đúng không anh? Đúng rồi, rau củ quả với từ xương ống. Xương ống thôi, hai cái đó thôi. Dạ. Nước lèo này là của lẩu mắm này. Đấy. Này là của lẩu mắm. Bên kia em thấy là có giống kiểu thịt ba chỉ ấy nhỉ? Đúng rồi, có ba chỉ. Với lại mắm ha? Dạ. Thơm quá, trong có xả nữa ha? Dạ, có xả. Xả cây và xả bầm nữa. Dạ. Bên này là lẩu Thái hả? Dạ. Anh lấy cái này luôn, lấy cái này đi quấy luôn. Đây, cái này là lẩu Thái này. Ở đây là... Cái này là lẩu Thái. Dạ. Thơm quá. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Giờ mình sẽ ra ngoài mình thưởng thức một cái lẩu ha. Lẩu cù lao nha quý vị. Rồi, đây quý vị ơi, kinh đợi tầm khoảng 5 giờ. Bây giờ bắt đầu là khách đã đông rồi quý vị. Bắt đầu là giờ khách đông rồi này. Giờ mình sẽ vào mình quay một số cảnh khách đông cũng như là thưởng thức cái món lẩu cù lao nha quý vị. Đấy, bây giờ là khách đông đó, mình ăn thì mình có thể là để xe bên phía bên trong kia kìa. Trong kia có hai bên đường có chỗ để xe luôn nhá. Đấy. Ở đây có chỗ để xe thoải mái. Để chúng ta sẽ đi vào trong nhá. Đây, chúng ta để xe thì đi chạy thẳng vào trong qua cái cổng này này. Ở đây thì sẽ có để xe hai bên. Đấy. Và trong này rộng lắm, để xe ô tô cũng được luôn á. Chào anh. Đấy, và trong này thì để ô tô chạy vào đây để cũng được nha. Nhưng mà đấy. Đây, vào trong này thì không gian rất là rộng rãi này quý vị. Đấy, khách ngồi cũng là gần kín chỗ rồi đấy. Đây, cái lẩu bê ra ngoài đường cho khách này. Đấy. Trưng của lẩu cù lao là cái than này đúng không anh? Cái này khi mà khách ăn á, thì mình sẽ đem ra đây và mình cho than vào, mình khò cho nó nóng không? Cho chín. Cho nó chín. Đấy, khi bắt đầu là nó sôi lên ha. Dạ. Sôi lên đem ra cái ăn được liền, không phải đợi lâu anh ha. Đấy, nó phụt thì quý vị thấy nó phụt lửa đây không? Đấy. Cái nắp đậy đó nó không có bị bụi đâu quý vị, không có bị bụi bặm gì hết. Đấy, yên tâm về cái vấn đề là sạch sẽ. Cái này mình làm bao lâu là mình là đem ra được anh? Chừng nào nó sôi. Mình phải kiểm tra đúng không? Chừng nào nó sôi như này là được đúng không? Nó sôi là được rồi, ok. Đấy, nó sôi là bê đi luôn đấy. Đấy, bê ra cho khách.
Đây quý vị ơi, Kiên hôm nay mình đi rất là sớm mà mình quay cái quy trình gửi tới quý vị, cũng như là mình sẽ ăn cái lẩu này trước này. Lát nữa thì mình sẽ quay cái cảnh khách đông cho quý vị xem sau, tại vì là khi mà khách đông thì nó sẽ rất là ồn ào. Nên là giờ Kiên sẽ ăn trước và Kiên sẽ thưởng thức quay chia sẻ với quý vị trước. Đấy. Hôm nay Kiên gọi một cái lẩu cù lao, cái nồi lẩu này là hai người ăn, giá thì là 159.000 nhá. Lẩu cù lao này, lẩu Thái này, lẩu mắm đều có giá là 159.000 nhá. Ở đây thì quán người ta vừa mới bê ra cho mình đây này. Ở đây thì có hai con tôm hai bên nhá. Và Kiên ngửi cái khi mà mới bê ra, mình ngửi cái mùi thơm của gọi là cái này là mùi thơm của tỏi này. Tỏi này là tỏi phi này quý vị. Đấy. Ở đây trên thì quý vị thấy là cái lẩu cù lao của chúng ta nó rất là đầy ha, và giữa là than. Đấy, ở giữa là than thì người ta đốt than nóng lên đó. Đấy, nó thổi nó phù phù lên, than bay lên rất là nóng luôn. Đấy, mình sờ vào đây là không là rất là nóng, mình sờ vào đây là bỏng tay luôn. Đấy, nên là quý vị nếu mà mình đi ăn có gia đình có trẻ em thì mình hạn chế cho trẻ em tiếp xúc với cái phía trên này rất là nóng. Đấy. Ở đây thì mình rất là may mắn khi được chủ quán gửi tặng kèm. Thứ nhất là cái bì cuốn này, thứ hai là chả giò này. Đấy. Thứ ba là gỏi tai heo. Đấy, bảo là tặng kèm ăn thêm. Đấy. Cái rau bún này thì đi kèm với lẩu rồi. Đấy. Một đĩa bún và một đĩa rau, rất là nhiều luôn. Ở đây thì mình ăn thì có nước mắm mặn chấm nha quý vị. Đấy. Rồi, không để quý vị chờ lâu nữa thì Kiên sẽ thưởng thức cái lẩu cù lao. Mình đã ăn rất là nhiều loại lẩu rồi, nhưng mà lẩu cù lao đây là lần đầu tiên Kiên được thưởng thức. Và cái quán này cũng là quán, hình như là cũng là quán Kiên thấy là bán lẩu mà Kiên thấy là với số lượng rất là lớn. Bán từ 10 giờ sáng mà tới 22 giờ một ngày bán cả ngàn cái lẩu đó quý vị. Rất là nhiều luôn nhá. Ngày bán cả ngàn cái, quý vị thấy là vô trong cái núi lẩu bên trong mà xếp gọi là cao như núi luôn, lẩu xếp cao như núi luôn quý vị. Đấy. Thì Kiên sẽ mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức nhé. Đây, không để quý vị chờ lâu nữa, cái lẩu mình đang sôi sùng sục luôn quý vị này. Mình đang sôi sùng sục, sờ vào đây thì thôi rất là nóng luôn này này mình. Đấy. Nên đây cái này đấy, áp vào đây là nó sôi xèo xèo luôn đấy. Đấy. Cái lẩu này á, một người ăn không hết, phải hai người ăn mới hết nha quý vị. Kiên nhắc lại nhá, đầu tiên thì mình sẽ thử cái nước lèo xem là nó sẽ cảm nhận như thế nào nhá. Đấy. Nước lèo đây Kiên thấy là nước lèo nó rất là trong. Và ở đây thì nước lèo hầm rất là đơn giản quý vị, chỉ hầm với lại xương, từ xương này với lại là củ cải thôi, củ cải trắng và xương thôi. Đấy, nước lèo thì Kiên nãy Kiên thấy là cái anh làm nước lèo, anh đầu bếp anh hầm rất là đơn giản, từ xương và củ cải trắng thôi nhá. Đấy. Ở bên trên là có hai con tôm rất là bự ha. Rồi giờ Kiên sẽ thử cái nước lèo ở đây xem là nó như thế nào nhé. Coi là nó có phù hợp với lại mình là người miền Trung, miền Bắc thì nó có phù hợp không? Và nó có vị như thế nào quý vị? Đấy. Đây cái nước lèo đó quý vị, nước lèo của nó này. Đấy. Nước lèo thì nó trong trong đó. Đấy, nó trong trong. Nó có một chút xíu cái lớp váng béo béo ở trên thôi. Thức luôn, mình chưa có trong thời gian chưa muốn mình xem. Cảm ơn em. Cái nước lèo đó Kinh thấy là nó có một cái vị ngọt thanh quý vị, vị ngọt của cái củ cải và xương ống. Đấy, vị ngọt rất là tự nhiên luôn. Và cái hương vị của người miền Tây á, thì người ta hay ăn ngọt nên là Kiên thấy là có vị ngọt nhé, có vị ngọt. Nhưng mà Kiên thấy rất là dễ ăn. Nó như kiểu là mình ăn canh vậy thôi. Nhưng mà nó đậm đà hơn canh một chút xíu. Đấy, đậm đà hơn canh một chút xíu nha. Rất là ngon. Nói chung là mình rất là thích nước lèo này. Tuy là mình là người miền Trung, miền Bắc nói chung là cũng là... Nhưng mà mình thấy ăn cái nước lèo này mình thấy là rất là ok này, rất là hợp này. Tại vì sao? Tại vì nó ngọt ngọt dễ ăn đó. Đấy. Rồi giờ mình Kiên sẽ quay cho quý vị xem cái nồi nước lên cái nồi lẩu nhá. Rồi, nồi lẩu của chúng ta này. Đấy. Ta
bắt đầu giờ Kiên sẽ lấy đồ nhá. Đồ ăn ở đây thực sự Kiên thấy là rất là nhiều này. Cái đũa này, cái nồi nhìn vậy thôi nhưng mà nó có một cái độ, cái lòng nó rất là sâu. Bên dưới thì rất là nhiều đồ ăn này quý vị, thấy không? Đồ ăn rất là nhiều luôn nhá. Đấy. Rồi, con tôm ở trên thì nó đã chín rồi. Khi mà đem ra thì Kiên thấy là nó đã sôi và mình ăn được liền, không phải đợi nha quý vị. Rồi, giờ mình sẽ, ở đây thì mình sẽ lấy bún nhá. Đây, một đĩa bún này quý vị. Kiên sẽ lấy bún này. Bún bỏ rau thì Kiên thấy là bên trong đã có rau rồi, mình ăn thì bỏ thêm vô thôi. Đấy. Làm miếng bún với lại đồ ăn bên trong là quá nhiều luôn. Đầu tiên thì Kiên sẽ lấy một ít nước. Nước. Đấy, sau đó thì mình sẽ lấy đồ ăn nhá. Ở đây thì cũng thấy là có nấm này, rồi tim này, đấy, rồi phổi này, phổi nè quý vị, rồi thịt này, củ cải này, này là cà rốt, rồi có đầu hành này, tôm này. Ở đây thì có cái này là súp lơ trắng và súp lơ xanh. Súp lơ xanh và súp lơ trắng. Đấy. Ở đây thì chúng ta có nước chấm là nước mắm mặn. Nước mắm mặn và nước mắm này chấm chả giò nữa này. Rồi, kính mời quý vị này. Nước lèo thì Kiên đã thử rồi. Còn đồ ăn ở đây thì giờ mình sẽ xem nha. Cái này là nấm này. Này là củ cải. Mình chan miếng súp lơ đi. Cái này là súp lơ. Cái này mình bỏ vào mình ăn liền đúng không? Lát nữa nó bị bún. Ăn liền nó giòn. Thử miếng bún đi ha. Đang đói bụng. Quay từ 1 giờ đến giờ. Lần đầu tiên ăn lẩu củ lao nhưng mà thấy là rất là ngon. Này là gan. Gan được thái rất là mỏng, như la lúa, mỏng dính. Cái này phi một cái là thôi bay luôn, bay theo gió luôn. Đồ ăn nên thấy là tươi thấy ngon, thịt rất là nhiều. Khi mà ăn lẩu mà cứ thấy có phổi nè, chỉ có lẩu củ la mới có thôi. Phổi rồi là phèo á, tầm non. Hành tây. Nói chung là lẩu củ lao lần đầu Kiên ăn mà Kiên thấy là rất là vừa miệng. Chấm với nước mắm. Mắm này có ớt rồi. Mắm ớt cay. Chấm với mắm ăn nó đậm đà hơn. Này cái phổi. Ăn nó mềm mềm. Kiên không thích ăn phổi cho lắm. Nếu mà quý vị thích ăn chua cay thì ăn lẩu Thái đậm đà, hoặc là hương vị miền Tây thì ăn lẩu mắm và lẩu củ lao. Hôm nay mình đi quay lẩu củ lao.
lần đầu tiên mình ăn và mình cảm thấy không thất vọng. Thử ăn con tôm này có tươi không nha. Tôm tươi này bóc ra là còn nguyên đầu này. Tôm tươi ngon. Tôm này to lắm quý vị. Đấy, tôm mà bóc ra còn nguyên con thế này là tươi giói giói luôn. Đây là mình chấm cái này nước mắm này. Đấy, chấm cho nó lút lút cay cay xíu mới ngon. Ngon nó cay. Đây Kiên còn được tặng một đĩa chả giò nữa. Chả giò này là mình thấy là các chị làm rất là kỳ công luôn á. Cuốn này làm cuốn rất là đẹp này. Đó. Các chị làm chả giò gọi là kỳ công từng công đoạn một, làm rất là lâu. Đây cắm với lại tương nha quý vị. Cắm tương này hả? Cũng bỏ bên ngoài rất là giòn. Tương ở trong này có mè nữa. Chả giò là cái này là trong là có tôm thịt bên trong. Không biết có tôm thịt không các con, mà mình thấy có củ tay môn, chắc là có thịt bằm nữa. Chấm mít tương này ngon này, mít chua này. Món thứ hai tặng đó là món bì cuốn. Bì cuốn nha. Làm xong thì các em đóng cái bịch ni lông này để bảo quản rất là sạch sẽ, không có bụi bặm. Đây cuốn xong thì quán người ta sẽ cắt ra từng miếng, một miếng này rất là dễ ăn. Kiên thử hết một hai cái món tặng này xong rồi mình sẽ ăn lẩu tiếp nhé. Bì cuốn thì cho có nước mắm chấm riêng này. Món bì này ăn hao này, thực sự nói rất là ngon. Đi chấm thì thôi rồi luôn, rất là hợp. Ăn miếng nữa. Món bì mà ăn liền luôn đấy. Đây, đây là cái món gỏi tôm, gỏi ngó sen tôm lại tay heo á. Cái này Kiên được tặng này. Đấy. Cái món này mình ăn chính là mình ăn đầu á, nhưng mà Kiên thấy là lẩu hấp dẫn quá nên mình ăn lẩu trước no mất này. Rồi. Bên trên là có rau dăm này, rau dăm. Có một chén nước mắm chấm ở trên này luôn. Đấy. Nhìn đĩa gỏi hấp dẫn luôn quý vị. Quá hấp dẫn luôn. Này tôm này ha, nguyên nửa con tôm. Nó giòn.
giòn nhúc luôn. Gỏi nó ngọt ngọt á. Miền Tây thì nó không biết nó ngọt. Không thôi, nó không có chua lắm đâu. Mà nó giòn thật đó. Có xoài. Xoài. Rồi là ngó sen. Cả rốt. Quý vị thấy là cái độ đông của quán chưa? Đấy. Hai cái bãi giữ xe là kín chỗ, không còn chỗ đậu xe luôn. Khách đang vào rất là đông luôn. Đấy. Bên này là quý vị xem này, không còn chỗ mà ngồi luôn đấy. Nếu mà đi trễ là không có chỗ ngồi luôn đấy. Quá đông luôn quý vị. Lẩu cố lao thì Kiên cũng vừa mới thưởng thức xong thì Kiên cũng cảm nhận là nói chung là lẩu thì mỗi giá 159.000 thì Kiên thấy là giá bình dân này, và đồ ăn thì rất là nhiều. Nước lèo đây ăn thì Kiên thấy là rất là chất lượng, nước lèo rất là ngon nhé. Đặc biệt là ai mở miền Tây thì nước lèo đây thì quá thích rồi, nhưng mà những người miền Trung miền Bắc đều ăn được nhé, ngon. Đấy. Ở đây thì đến chúng ta có chỗ đậu xe, khách rất là đông. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.